từ của vợ cho con, cũng như tôi gửi cho con. Cô muốn xé bức nào cô xé, cô muốn giữ cái bức nào cô giữ. Vì tôi coi như cô không hề gửi cho tôi bức thơ nào cả. Anh Tùng, đừng tàn nhẫn với em như vậy mà. Cô hãy về đi. Cô Hương, tôi không muốn nói nặng cô thêm nữa. Tôi nói nặng cô chẳng khác nào tôi nói nặng tôi vậy. Chào cô. Tùng, trời ơi, em đi chợ về mà không ai đón em ở trường á. À, đi chợ về mà anh muốn chết luôn nha. À, vợ của Tùng về. Chị cũng đỡ rồi, chị đỡ rồi. Chị thấy sao cũng giống ai? Giống như dưỡng ba vậy. Rồi bị anh Tùng lây rồi. Hay là chị lây cho anh Tùng cũng, mà sao lại lây được? Đứng xa quá mà sao lây? Đứng gần mới lây chứ. Sao kỳ vậy? Anh Tùng, chị hai, sao vậy? Rồi giờ anh sao? Anh em khỏe rồi. Dạ. Chị thăm em một chút rồi chị đi nha. Đi đâu? Chị nói vậy chị nghe được hả? Tự nhiên chị đến thăm em mà, rồi chị chưa có bước vô nhà, chị chưa có ăn uống, chị chưa có hơi gì hết, rồi giờ tự nhiên chị bỏ đi là bỏ đi sao? Chị nói nghe được quá. Tại vì chị có cái hẹn, chị không thể bỏ được. Không có cái hẹn nào bằng gặp em hết á. Tùng, trời ơi, mời chị hai em đi. Chị hai em tới chơi mà anh không mời vậy chứ. Thôi mà. Thôi chị, mai mốt chị sẽ ghé lại đây chơi với em. Không cho chị đi đâu nữa hết ra chị ở đây với em mà. Mời chị ở lại đi. Trời ơi, chứ chị nghĩ coi có người chồng như em mà chỉ có
nán lại đi, có mình em vui à, ảnh đâu có vui, tại vì chị đâu có ai là chị của ảnh đâu. Trời ơi, chị, em sao bắt bẻ bắt bẻ sao nữa chị đó. Anh là anh kỳ cục lắm mà, từ lúc có chị hai tới giờ em thấy anh kỳ đâu. Anh như gà mắt tóc kìa, tự nhiên mặt mày anh thế này thế nọ, rồi anh nói, rồi anh nhăn, anh nheo, anh đủ thứ sự đời. Em nói thiệt tình với anh em. Em nói không có em chồng nào với anh ấy. Mời chị em vô nhà chơi đi, tụi chị hai đi vô chị. Đây mời đi, chị mời, anh mời chị. Anh là chủ nhà, anh phải mời chị hai mới ở lại chứ tự nhiên cho em biểu em hoài à. Nói, cái gì vậy? Trời ơi, ngỡ này tụi như biết. Nói, mời chị hai ở lại. Mời chị hai là chưa? Chị hai. Chị ở lại đây cho vợ em vui nha, chị hai. Sao không có duyên gì hết trời. Hãy đợi chị ở lại đây có mình em vui à. Nó quậy cái đó đủ hiền. Thì anh cũng vui chứ, vui cũng chết. Thôi, vui em đừng có cãi được. Nếu hai em muốn thì chị ở lại đây. Quang hô chị hai. Anh lại chưa biết về chồng em. Thôi mà, được rồi mà. Chị hai, tại sao hôm đám cưới của em? Sao chị hai không vậy? Hôm nay tại sao chị hai biết em ở đây mà chị hai tới? Tại vì chị... Thế sao? Chị... Trời ơi! Em sao thì rắc rối quá à? Thân mới rắc rối đó. Từ ta nói mà nghe cái tự nhiên cái rắc rối vậy. Chị hai nó thương em thì giờ ở đâu chị hai cũng tìm tới, thì sao là tới giờ này giờ nào cũng vậy. Em cũng sao thiệt à? Em thắc mắc gì đâu mà anh rè. Em nói rồi, anh đừng có kỳ cục như vậy. Bây giờ em nói nghe, đừng có làm như được có con gà mắt tóc. Hồi đó tới giờ cưới em chưa bao giờ anh nhăn mặt với em, mà bữa nay anh nhăn mặt với em mà. Thôi mà, mà khóc ra hả? Quạt bác qua anh bỏ đâu anh Tùng. Thôi mà em, tự nhiên em đây với dưỡng ba nó vậy. Tại vì dưỡng ba nó trải qua một cơn bệnh không được khỏe. Thì dưỡng ba ơi, dưỡng ba hay vào trong nghỉ ngơi đi thì tốt hơn. Nói phải nó, anh vô trong anh nghỉ đi để cho em nói chuyện với chị ha. Thôi mà chị hai tới chơi anh bỏ đi sao phải? Anh khỏe rồi. Anh ngồi đây. Thôi được rồi, anh cứ tự nhiên đi. Anh ngồi đây. Rồi. Anh em cứ nói chuyện với chị hai đi. Nghe chị em tâm sự. Cứ nói đi. Anh ngồi đây nha, nhưng mà mặt anh phải vui lên nha. Vui muốn chết nha. Vui lắm. Nói đi mà. Chị hai, ba má giận mạnh hả em? Tại sao chị hai không nhận được chứ? Em có gửi thư cho chị. Bất sau cùng em có nói về gia cảnh của anh Tùng. Chị ơi, chị không nhận được bức thư nào của em hết. Có lẽ chị đã dời nhà, không còn ở địa chỉ cũ nữa. Chứ nếu chị nhận được thư của em, dầu biết em thành